Hello các bạn, tôi là GNDTT và chào mừng các bạn đến với một hành trình mới. Một hành trình mà hôm nay tôi sẽ phải nhấn mạnh với các bạn trước là nó rất kỳ lạ. Một tựa game mà sẽ có những cái cảnh vô cùng bí ẩn, vô cùng kỳ dị và các bạn sẽ chưa bao giờ được chứng kiến. Một câu chuyện kinh dị mà có thể khiến cho các bạn mất ngủ vào đêm hôm nay. Nhưng trước hết, có tới 85% người xem video của tôi mà vẫn chưa bấm nút đăng ký kênh. Anh em hãy kéo xuống bấm nút thích video và bấm nút đăng ký kênh đi nào. Bởi vì hành trình ngày hôm nay tôi sẽ đem đến cho các bạn một sự kỳ dị. Câu chuyện kỳ dị này nó như thế nào thì mời anh em hãy xem video. Let's go. Rồi, đây chính là tôi thưa các bạn. Trở về nhà bởi vì tôi đã nhận được một bức thư rằng mẹ tôi đã qua đời do ba tôi gửi. Và ngôi nhà của tôi rất là kỳ lạ thưa các bạn. Khi mà chúng ta sẽ phải bơi thuyền ra giữa dòng sông thì mới về được đến nhà. Ngôi nhà của tôi lại xây ở giữa sông, một mình, không có một ngôi nhà hàng xóm nào bao quanh. Các bạn cũng có thể thấy. Rồi, chúng ta đã về nhà rồi. Tựa game này là chúng ta chỉ sử dụng những cái thao tác click chuột thôi, không cần phải điều khiển di chuyển gì cả. À đây, cửa nhà tôi đây, to thế. Hello bác nha, cháu về nhà rồi. Có thể mở cửa cháu được không? Ở cháu đây mà. Cái gì nhỉ? Bác thì muốn có một con tôm à? Ui, bác muốn ăn con tôm gì thì tự đi mà tìm chứ sao lại. Để xem xung quanh đây có cái gì không. Khi mà tôi không được vào nhà bởi vì người canh giữ cửa yêu cầu tôi cần có một con tôm thưa các bạn. Đây là cái quả gì đây? Tôi không biết nữa, lăn long lóc giữa trước cửa nhà. Bên trái này hình như là có một người ngư dân. Cây tre à? Làm nào có con tôm bây giờ được nhỉ? Con thuyền mà tôi sử dụng để bơi qua đây. Đây rồi, tôi có một cái mã tấu, một cái móc câu. Trong cái hộp này có cái gì nào? Một cuộn dây và bức thư. Đây là bức thư mà cha tôi đã gửi cho tôi, thông báo về việc mẹ đã qua đời. Ok, vậy là chúng ta có một cái mã tấu, một cuộn dây và một cái móc câu. Chúng ta có thể làm gì để có con tôm được đây? Trước cửa này có một cây tre và chúng ta có thể thử sử dụng cái mã tấu này chặt cái cây tre. Đấy, được thật này. Đấy. Ê, quả gì đây? Chúng ta bổ ra nốt nhá. Có cái mã tấu này đúng là lợi hại. Bổ nát bét ra xem nào. Không có gì các bạn ạ. À, có một con sâu. Đây rồi, một con sâu đang bỏ đấy. Nhưng mà con sâu để làm cái quái gì vậy ta? Anh Giai ơi, khả năng là không có con tôm nào đâu. Nhưng mà có con sâu này thì có ăn tạm không? Không à? Cáu có thế nhỉ? Thử xem cái bác ngư dân đứng ngay bên cạnh này có giúp gì cho chúng ta được không? Bác thì cần một cái cây. Đây rồi, tôi có cái cây tre vừa chặt xong. Bác cần gì nữa không nhỉ? Một cuộn dây à? À, thế là bác sẽ câu con tôm hộ cháu đúng không? Đây rồi, có cái cần câu. Cái móc, đây có cái móc luôn bác ơi. Và một con sâu. Có con sâu luôn bác ạ, vừa bắt xong. Hay quá. Hy vọng là bác sẽ câu lên được con tôm các bạn ạ. Cố lên bác, chỉ cần... Ui, được rồi. Chỉ cần một con này thôi bác ơi. Thế là quá tốt rồi. Cảm ơn bác nhá. Đây này, có con tôm đây rồi đây. Mà kỳ lạ thật, bác thì câu tôm bằng cần câu cá các bạn ạ. Thôi không sao, miễn là chúng ta có con tôm này được rồi. Đây rồi, cửa đã mở ra và chúng ta có thể trở về ngôi nhà của mình rồi. Hello bà nhá, bà là bà của cháu à? Đây có một con dê các bạn ạ. Bà làm gì mà ngồi... Này, mũi bà tôi vừa chảy ra một con đỉa các bạn ơi. Ui bà ơi, trong mũi bà con đỉa bà ơi. What the fuck, quái quỷ gì nhỉ? Thôi tạm biệt bà nhá, cháu vào bên trong xem là có cái gì nữa không. Kỳ lạ quá, cái này tôi chưa bao giờ gặp ngoài đời cả. Ở đây có một cái máy bơm này. Máy bơm gì? Ui. Máy bơm ở gia đình tôi lại bơm lên toàn là máu các bạn ạ. Thế là sao? Đây rồi, ngôi nhà ở phía bên trong. Nhìn thì to nhưng hóa ra bên trong nhà nhỏ phết các bạn ạ. Công cụ gì đây? Cho con đỉa vào xem nào. Thì ra đây là một cái máy ép máu các bạn ơi. Chúng ta sẽ cho những con đỉa vào cái mồm kia và nó sẽ ép ra máu. Ở đây chúng ta sẽ thấy có 1, 2, 3, 4 thanh. Vậy là chúng ta sẽ phải bắt 4 con đỉa và tôi đã bắt được 1 con rồi. Vậy là còn 3 con đỉa nữa. Để xem trong nhà có gì nào. Người cha. Chính là người cha của tôi rồi. Cha ăn 1 con tôm thôi hả cha? Ăn thế hơi ít nhỉ? My dear son, please. À, cha tôi bảo là cha tôi khát quá. Con vừa về ba không chào hỏi gì, không tỏ ra yêu thương nào mà lại nói về việc khát nước là sao? Nhà không có nước hả ba? Nào xem con tôm của ba ăn ngọt không nào, vừa về. Bố ơi! Con tôm bố là... Con đỉa này! Ôi, nhà mình bị nào vậy? Sao trong mũi của bà có con đỉa, trong con tôm bố cũng có con đỉa là sao? What the fuck? Bên này có một cái cánh cửa bị khóa rồi các bạn ơi, không mở được. Tôi vừa vào nhà và lấy thêm được một cái bình nữa. Trước hết là tôi sẽ ép cái con đỉa mà vừa lấy được trong con tôm của bố ra. Rồi, vậy là được 2 con. Cần 2 con đỉa nữa. Vậy chúng ta sẽ để cái bình vào trong cái máy bơm.
bơm máu vào bên trong. Và chúng ta sẽ có cái bình đựng toàn máu. Ban nãy tôi thấy bố bảo là khát nước, tôi không biết là bố tôi có uống cái này không. Tôi sẽ cho vào ly rượu của bố xem sao. Đây. Nào, bố có uống này không nào? Ui, húp luôn à. Ui, nhà này chắc phải là quỷ, không phải người nữa rồi. Đấy rồi, trong cốc còn lòi ra thêm một con đỉa nữa. Và chúng ta sẽ ép con đỉa thứ ba này. Chúng ta sẽ còn một con đỉa cuối cùng thôi. Tôi nghĩ là tôi vẫn còn cái bình ở đây. Tôi sẽ lại tiếp tục dùng cái máy bơm, bơm máu vào và cho bố tôi uống tiếp. Lần này bố tôi không uống nữa các bạn ạ. Chắc cũng đỡ khát rồi. Thế chúng ta sẽ phải tìm một cái cách khác. Cái bình máu ở đây thì có thể làm được cái gì nhỉ? Chúng ta cần một cái thứ gì đó khác uống. Bà uống không bà ơi? Cháu có cái bình này, bình siro dâu. Ngọt lắm, vừa mang về từ Đức. Không à? Thế thử cho cái con dê này xem sao các bạn. Con dê này khả năng nó uống này. Đấy, nó đổ vào đây. Rồi, tuyệt vời luôn. Đấy, nhưng mà không biết là có cái con đỉa đó. Ui đây rồi, đỉa dính cả vào lưỡi. Ui nhìn mặt đau lắm. Rồi, lấy con đỉa ra cho mày nha. Chúng ta sẽ đi ép con đỉa thứ tư này anh em ạ. Được rồi, và xem điều gì xuất hiện. Chúng ta có một chiếc chìa khóa. Chiếc chìa khóa này chắc chắn là để mở cái cánh cửa bị khóa ở phía bên phải kia. Đây rồi, cánh cửa này sẽ đem đến cho chúng ta kho báu. Hay... cái gì đấy? Là ma hay là người? Ui mà tại sao mình lại hỏi như thế nhỉ? Thế thì chỉ có là ma thôi chứ làm sao là người được. Nó vừa biến mất trước mặt mình mà. Ôi, cánh cửa này dẫn đến đâu đây? Ui các bạn ơi, cái khu vực xung quanh nhà tôi, con sông toàn là máu. Tôi không biết nó từ đâu ra cái gì đây. Một chiếc quan tài à? Quan tài này được đóng đinh ở các góc và tôi sẽ nhổ từng cái đinh ra. Tôi xem bên trong có cái gì nào. Một cái hộp đen, giống như là hộp đen ở máy bay ấy anh em. Khi máy bay gặp nạn chúng ta sẽ cần cái này. Cái gì đây? Hình ảnh gì đây? Ảo thuật của Itachi à? Hôm nay đã là ngày thứ hai tôi ở trong căn nhà của tôi rồi. Thực sự là ngày đầu tiên tôi đã cảm thấy kỳ lạ. Và ngày thứ hai không biết sẽ có những cái chuyện gì đây. Bác này vẫn cứ đứng ở trước cửa nhà tôi từ hôm qua hôm nay rồi nhé. Không về, sẽ có con nách ở đây nhỉ? Ô, mini game mà anh em. Chúng ta sẽ phải nhảy con nách đến cái tảng đá có dấu X. Sao không được ta? À, hình như là chúng ta sẽ phải đến được cái tảng đá có dấu X nhưng mà phải đi qua tất cả các cái lá thì phải. Đây, đúng rồi. Con đách chỉ có thể nhảy thẳng, không nhảy chéo được. Và chúng ta sẽ phải ăn hết tất cả các cái lá này thì mới được về đích. Nếu mà còn thiếu một lá là chúng ta cũng sẽ không về đích được. Đây này, nhảy vào đây đúng không? Rồi. Ủa mà kỳ lạ thật, tại sao tôi phải nhảy con đách như này? Để làm gì? Ê, chính ra không hề dễ đâu nha. Phải vận dụng khá là nhiều óc đấy. Rồi, hoàn thành. Phần thưởng của tôi là một con ếch các bạn ạ. Tôi cầm con ếch này làm gì nhỉ? Khéo nó bắt tôi nuôi à? À, đây là người chú của tôi. Ngày hôm nay chú nào? Chú có... chú nuốt cái chìa khóa đấy à? Này, cái chìa khóa đấy sẽ là cái chìa khóa mà cháu cần đúng không? Có cách nào chú nhè ra được không? Chú tôi yêu cầu cái nồi súp gì đó các bạn ơi thì mới nhè cái chìa khóa ra. Và tôi không biết tại sao chú tôi lại làm thế. What the fuck. Đây là chị của tôi. Có một con ếch trên đầu chị luôn này. Nhà này có vấn đề gì với đỉa với ếch ấy các bạn ạ. Và đây có rất nhiều những cái quả trứng ếch. Là sao? Ủa, tôi không hiểu các bạn ơi. Chúng ta cần phải làm gì? 1 minute 37 seconds later. Rồi, đến giờ phút này thì tôi đã hiểu rồi. Là chúng ta sẽ phải bấm theo trình tự các bạn ạ. Bấm từng quả trứng ếch này và nó sẽ theo một thứ tự nhất định. Và nếu mà chúng ta bấm sai thì sẽ phải làm lại từ đầu. Quan trọng là chúng ta cần phải ghi nhớ được cái thứ tự đấy. Ở đây nó không hề hiện lên bất cứ một cái con số hay là một cái đơn vị nào để đánh dấu cả. Cái này rồi. Đây và đây. Đó. Phần thưởng của chúng ta lại là một con ếch. Hai con ếch rồi. Để giải quyết cái gì nhỉ? Tại sao tôi lại cần đến nhiều ếch như thế? Tôi có nuôi ếch đâu. Bà đang nấu món gì ấy bà ơi? Chúng ta lấy được một cái nến này, một cái bát. Ok, ở đây có một cái hòm, nó đã bị khóa mất rồi. À, thả con ếch vào cái nồi này, vậy là chúng ta sẽ ăn món súp ếch các bạn ạ. Một con chưa đủ, hai con luôn hả bà? Hai con rồi mà vẫn chưa đủ hả bà ơi? Chúng ta cần nhiều hơn ếch các bạn ạ. Cần phải có củi. Đây rồi, củi đây. Chúng ta cùng đi vào trong cái căn nhà này xem có được thêm cái gì không. Một cái thắt lưng ra. Một cái két sắt với cái cách mở mà tôi thực sự không hiểu nổi làm nào đây. Gia đình này thực sự là hết sức quái đản các bạn ơi. Chú tôi vừa nuốt cái chìa khóa. Bố tôi thì uống máu. Và bà tôi thì có con đỉa trong mũi. Đây rồi, nói vẩn vơ một lúc mở được cái két này thật các bạn ạ. Lấy ra được một cái kèn. Cháu có củi này. Có cái nến này có thể đốt lửa này cho bà. Vẫn thiếu ếch đúng không bà ơi? Đúng rồi, chúng ta cần phải có con ếch ở trên đầu của chị tôi.
Này, em có cái kèn này, chị có thể thổi thử xem nào. Cái kèn này thổi tiếng ếch luôn các bạn ạ. Và chị tôi cho tôi con ếch rồi. Con ếch này lại là một con ếch màu đỏ nhé, khá đặc biệt. Nhưng mà chắc là màu đỏ là ếch này nó cay hơn à. Cho vào cái nồi luôn, xem vị nó thế nào. Chỉ còn người đàn ông này thôi. Bác có con ếch nào không bác ơi? Ủa ôi, bác ăn con ếch à? Kỳ lạ hơn là bác ấy ăn con ếch xong rồi bác còn thả luôn vào quần. Lấy cái thắt lưng này buộc vào quần xem nào. Đấy, hết thả nhá. Rồi, rơi ra con ếch rồi. Ủa ôi, bác này ăn con ếch các bạn ơi. Thằng này nó có phải người không vậy? Bà ơi, con ếch cuối cùng đây rồi. Vậy là 4 con ếch nhá. Rồi, đun lên được một nồi súp ếch các bạn ạ. Chúng ta sẽ lấy cái bát này múc. Bây giờ đem cái bát súp ếch này đến cho chú của tôi. Đây nhá, đúng như những gì mà chú muốn nhá. Giờ nhè ngay cái chìa khóa cho cháu xem nào. Nhè ra đi. Ui, nôn à? Đây, nó bảo là không ăn được rồi thì từ đầu cứ đòi. Cái chìa khóa đây rồi anh em ơi. Chìa khóa này chắc chắn là sẽ để mở cái dương ở trong cái ngôi nhà mà nơi bà tôi đang nấu cái nồi súp ếch, các bạn có nhớ không? Ở góc nhà, đấy. Chúng ta cùng xem nó có cái gì nào. Một cái hộp đen thứ hai. Một cái hình ảnh kỳ dị gì hiện lên đây. Sao dính ảo thuật của Itachi hai lần rồi mà không chừa nhỉ? Hôm nay đã là ngày thứ 3 tôi ở trong ngôi nhà của tôi. Tôi phát hiện ra ngôi nhà của tôi có vấn đề với loài ếch các bạn ơi. Và tôi hy vọng rằng sẽ không có cái điều gì kỳ quặc nó xảy ra quá đà nữa. Tôi sắp rời khỏi đây rồi, không chịu nổi nữa. Thằng ăn ếch nó đi rồi các bạn ạ. Hay quá. Thằng nó dị hợm thật. Trước cửa nhà tôi có hai cục đá gì đây? Hai cục đá với cái biểu tượng lạ lắm. Tôi lấy được một cái chổi lông gà. Mỗi cục đá nó có một cái vệt được vẽ bằng máu. Một cái biểu tượng hình tròn lạ lắm. Chưa thấy bao giờ cả. Hôm nay nhà tôi có một cái cây ăn thịt mọc lên ở giữa này. Nhà tôi mỗi ngày lại có một cái thứ kỳ lạ xuất hiện nhá các bạn nhá. Cây ăn thịt. Để giải quyết nhà. Ui dồi ôi, hôm nay lại còn có cả cái bãi ở giữa đường đây này. Nhà cửa nào nhỉ? Toàn người lớn với nhau mà lại. À, chị và chú tôi. Để xem lấy được cái gì không. Chúng ta có được một cái xẻng ở đây. Cái này giống như là cái công cụ để chúng ta có thể làm gốm sứ. Còn cái này là cái để ươm mầm cây. Hello bà nhá, ngày hôm nay bà nào? Tuyệt vời, ủa ơi, mặt bà nhiều muỗi lắm bà ơi. Muỗi hay ruồi ở đây, có chổi lông gà này bà bỏ bừa đi. Chúng ta bắt được rất nhiều ruồi chết các bạn ạ, đậu đầy vào mặt bà tôi. Chúng ta lấy thêm được một cái rìu và một con ốc sên. Ở trong này sao có cái kéo này, tuyệt vời. Hôm nay lấy được nhiều những cái công cụ nghe vẻ hữu ích. Ôi, chú tóc tai vẻ lắm cháy lắm. Đây, hay là có cái kéo này cắt thử đi. Đấy, để chị cắt cho. Đấy, cắt đi nó gọn gàng chú ạ, mà nó sạch. Rồi. Ê chị ơi, hình như chị cắt vào tai chú rồi chị ơi. Chị cắt vào tai chú rồi kìa. Máu chảy ra. Ui, em lấy được cả cái tai chú rồi này. Trên đầu chú khắc cái biểu tượng gì đây? Cái hình tròn và cái mũi tên chỉ vào giữa. Thế là nào nhỉ? Cái này chắc chắn là một cái thông điệp gì đó các bạn ạ. Hai cái hình tròn này, biểu tượng này quen lắm. Và cái mũi tên chỉ vào giữa, tức là ở giữa hai hình tròn có cái gì đó. Ui, cắt cả tai chú rồi kìa. Chị xem nào, tay nghề cắt tóc kiểu gì đây. Tôi nhớ ra rồi, hai cái hình tròn hình như là hai viên đá ở cổng. Đấy, và ở giữa có một chữ X. Chúng ta cùng dùng cái xẻng mà tôi vừa lấy được đào thử ở giữa xem nào. Đây các bạn ơi, có đúng chưa? Có một cái hộp ở đây này. Gì đây, what the fuck? Nhà này có vấn đề gì về việc giải đố vậy? Cái này là chúng ta sẽ phải đưa những cái hình tròn về những cái biểu tượng con mắt. Và cái này có vẻ là đơn giản thôi. Đó. Chiếc hộp mở ra một cái mầm cây các bạn ạ. Một cái mầm, chính xác là một cái mầm hoa. Và chúng ta cần cái mầm hoa để làm gì ta? Cái cây này có dấu X. Tôi nghĩ là chúng ta có thể sử dụng cái rìu để chặt cái cây này được. À, rồi. Nó để lộ ra một con đường đi bí ẩn. Đi vào xem nào. Thằng ăn con ếch. Lại là mày. Thế sao mày trốn trong nhà tao? Ôi, thằng ăn con ếch các bạn ơi, nó chưa đi, tôi cứ tưởng nó đi rồi. Mủ cây cao su à? Mày muốn gì? My blood sugar level is very low. Nó bảo lượng đường huyết trong máu nó đang bị thấp. Thì việc của mày chứ liên quan gì đến nhà tao không? Tôi có thể cho nó cái gì đây? Đây, mủ cây cao su uống tạm đi. Này, mày uống nhanh lên, ruồi bay đầy người mày rồi kia kìa. Cái cây ăn thịt này có 4 cái bông của nó và tôi sẽ thử cho con ốc sên vào xem nào. Rồi, được một cái. Cái tai chú tôi xem nào. Rồi, hai cái. Đống ruồi là 3. Chúng ta còn thiếu một cái nữa các bạn ơi. Ở đây thì không có cái gì để cho cây ăn thịt này ăn nữa cả.
chẳng lẽ cho ăn cái rìu. À, sẵn có cái xẻng chúng ta xúc bỏ cái đống ở trước cửa nhà chúng ta luôn. Đấy, rất là sạch sẽ gọn gàng luôn. Mình là người con trong gia đình mà, mình phải làm những cái việc vệ sinh chứ. Ui, trên cây nhà tôi hôm nay xuất hiện thêm cả cái tổ ong nhé. Chắc chắn là chúng ta có thể lấy được mật ong từ cái tổ này. Tuyệt vời, chiều hôm nay là tôi sẽ ăn bữa mật. Đó, ngọt đượm luôn. Chính ra một buổi về quê như thế này cũng khá là hay đấy chứ nhỉ. Được trải nghiệm những cái món ăn đồng quê. Này, cho mày tí mật ong. Có cái quả berry này, cho mày ăn nốt. Cho nó ăn đồ ngọt các bạn ạ, nó bảo lượng đường nó đang bị tụt. Mày ăn nhanh lên, tao cảm giác ruồi bu nhiều lắm. Mày phải ăn nhanh lên, bây giờ ruồi bu nhiều quá rồi. Chết rồi. Ui ôi. What the hell. Lấy cái xẻng, cứu thằng này mau. Các bạn ơi, không, thằng này nó chết mất. Đuổi bớt ruồi ra, sao ruồi nhiều thế nhỉ. Ui không được rồi các bạn ơi, nó thành một cái kén rồi. Bọn ruồi nó đã biến cái thằng này trở thành một con nhộng. Nó phòi ra cái gì đây, một cái mầm hoa nữa à. Tại sao tao lại cứ cần những cái mầm hoa này để làm gì cơ chứ. Và bí mật thực sự của gia đình là gì, còn điều gì kỳ lạ và bí ẩn mà chúng ta chưa hề được biết. Hãy đón xem tập 2 để biết sự thật về gia đình kỳ lạ này, và nó sẽ khiến các bạn rất là sốc. Tôi là GNDTT, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye anh em.